Hệ thống giải miên từ xa của quân đội Ba Lan, hệ thống giải miên từ xa Babka do Ba Lan nghiên cứu chế tạo được đánh giá rất cao, thậm chí còn được cho là vượt trội Zemelidze nổi tiếng của Nga. Bộ trưởng quốc phòng Ba Lan ông Mariusz Placzek hôm 14 tháng 6 trong chuyến thăm doanh nghiệp Huta slalova Wola SA đã ký hợp đồng cung cấp cho quân đội Ba Lan các hệ thống giải miên Babka mới nhất. Theo hợp đồng, nhà sản xuất phải cung cấp cho quân đội 24 hệ thống Babka cũng như các dịch vụ hậu cần và huấn luyện trị giá 510 triệu zloty, tương đương khoảng 124,4 triệu đô. Sản phẩm sẽ được giao vào năm 2026. Tới năm 2028, việc đặt mua một hệ thống giải mìn từ xa hiện đại đặc biệt quan trọng đối với Ba Lan, bởi vì như trang Defense 24 đã đưa tin, người Ba Lan hiện đang chịu trách nhiệm cho khu vực rộng lớn với chỉ một vài hệ thống giả phá mìn kỹ thuật ISM Croton. Tổ hợp ISM Croton dựa trên xe bọc thép chở quân Opan 2 của Huta Slalova Vola và được trang bị hệ thống giải mìn UMN 4 bệ phóng, mỗi bệ chứa 20 ống phóng chứa mìn sát thương hoặc chống tăng. Ngoài ra, quân đội Ba Lan trước đây cũng sử dụng xe già mìn tự hành Kalina. Phương tiện này cũng có thể chứa tới 125 quả mìn chống tăng, nhưng cũng chỉ với số lượng khá nhỏ. Một chi tiết cần lưu ý đó là Babka là sản phẩm phát triển nội địa của Ba Lan. Nó sử dụng khung gầm xe tải bánh lốp hạng nặng Z662D43 có độ cơ động rất cao. Dự án này được thực hiện bởi nhiều bên tham gia, bao gồm các công ty trực thuộc tập đoàn khí tài Ba Lan. Chương trình này do Huta Slavova Pola SA đứng đầu và Viện Công nghệ Kỹ thuật Quân sự Ba Lan thiết kế. Hợp đồng phát triển được ký kết vào ngày 28 tháng 12 năm 2018. Cỗ máy này được thiết kế để thiết lập các bãi mìn có mật độ khác nhau, bao gồm cả mìn chống tăng hạng nhẹ, hạng trung và hạng nặng. Bãi mìn được đặt từ điểm kiểm soát và ở chế độ hoàn toàn tự động. Việc mìn tự hủy có thể được lập trình trong một thời gian cụ thể và vị trí của các bãi mìn được ghi lại trên bản đồ kỹ thuật số. Dữ liệu liên quan tới việc giải bãi mìn cũng như tự hủy có thể được chuyển tới các cấp quản lý cao hơn. Chỉ cần hai thành viên kiếp lái để vận hành tổ hợp bao một người lái xe, một người vận hành hệ thống giải mìn. Hệ thống bao được trang bị 6 mô đun, mỗi mô đun có 20 ống phóng và mỗi ống phóng riêng lẻ có thể được nạp 5 quả mìn. Như vậy tổng cộng của máy này có thể mang tới 600 quả mìn các loại và việc tái nạp chỉ mất khoảng 30 phút. Chỉ trong vòng 22 phút, bao ca của Ba Lan có thể giải một bãi biển có chiều rộng từ 30 tới 90 m và chiều dài 800 m, trong khi tốc độ của cỗ máy khi hoạt động là từ 5 tới 25 km/h. So sánh với tổ hợp giải miền từ xa Zembeliye nổi tiếng của Nga, thì Babovka được đánh giá cao hơn về mức độ số hóa khi tác chiến cũng như cơ số mìn mà nó mang theo nhiều hơn hẳn. Hệ thống giải mìn từ xa của quân đội Nga. Hệ thống giải mìn Zembeliye của quân đội Nga được giới thiệu chính thức vào ngày 24 tháng 6 năm 2020. Đây là loại khí tài cực uy lực của Nga. Hệ thống này được Nga mang ra thử nghiệm trong cuộc tập trận Zapad 2021. Liên sau đó chúng đã được mang vào thực chiến. Trước đây Liên Xô đã chế tạo hệ thống giải mìn dựa trên hệ thống tên lửa phóng loạt BM-21 glat. Tuy vậy nó không phù hợp do độ chính xác của việc giải mìn từ xa quá thấp và không thể chủ động bố trí mìn. Sau đó đã xuất hiện hệ thống giải mìn cơ động đa năng UMP nhưng phạm vi hoạt động ngắn chỉ khoảng 100m. Tiếp đó xuất hiện hệ thống giải mìn sử dụng khung gầm xe GMS-3 có thể nhanh chóng tạo ra bãi mìn theo hình dạng yêu cầu chuyển dữ liệu trên bản đồ địa hình. tuy nhiên hệ thống này có thể giải mìn chống tăng và vùng diện tích cần bố trí bãi mìn là những giải hẹp. mãi cho tới khi Zemledeye được phát triển thành công, quân đội nga mới có hệ thống giải mìn hiệu quả. hệ thống này có thể tạo ra bãi mìn thông minh từ dò với giải khá rộng để đặt cả mìn chống tăng và mìn chống bộ binh theo vị trí chính xác trên mọi địa hình. trong giai đoạn cận chiến, hệ thống này có thể cài mìn các khu vực cần thiết trong thời gian ngắn để cắt đất nguồn dự trữ tiếp tế của đối phương khỏi lực lượng chiến đấu chủ lực. Hệ thống giải mìn từ xa Zemladye đặt trên xe địa hình Kamaz 8x8-40 giống hệ thống pháo phản lực phóng loạt. Thiết bị giải mìn mới này do Hiệp hội Nghiên cứu và Sản xuất SPLAV thuộc Tập đoàn Nhà nước Rostec chế tạo, thiết kế. Hiệp hội Nghiên cứu và Sản xuất SPLAV đã từng thiết kế các thuộc pháo phản lực Grad và phiên bản sửa đổi hiện đại Tornado g Xe giải mìn gồm 2 khối 25 ống phóng với 25 quả tên lửa cỡ 120mm. Những quả tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn mang theo mìn có tầm bắn từ 5 tới 15 km. Mỗi khối có thể được trang bị tên lửa hỗn hợp giải cả mìn chống tăng và mìn chống bộ binh. Ngoài các bệ phóng, hệ thống còn bao gồm một phương tiện vận chuyển tái nạp tên lửa. Việc nạp tên lửa cho thiết bị phóng được thực hiện rất nhanh chóng. Ngoài việc mang theo các loại mìn khác nhau, hệ thống còn có khả năng tự hủy và việc xạ kích hoàn toàn được tự động hóa. Xe Kamat 8x8 vận chuyển tên lửa và các thiết bị phóng tới vị trí khai hỏa, tự động chuẩn bị dữ liệu đường bay, thời gian, vị trí kích quả tên lửa. Hệ thống này cũng có thể tự động tính toán khu vực giải miền từ xa, chuyển giao thông tin cho sở chỉ huy và các đơn vị chiến đấu khác. Để làm được điều này, hệ thống giải miền từ xa Diêm Lê được trang bị hệ thống định vị vệ tinh, máy tính mạnh và trạm đo khí tượng riêng. Diêm Lê sử dụng hai loại đạn, loại 3M16 có chiều dài 3,02m và khối lượng 56,4 kg, mang theo năm quả mìn sát thương POM2 được đặt trên một hàng thành chiều dọc. Việc giải miền kết thúc khi mìn tiếp đất được cố định trên mặt đất bằng bốn chân và tung ra hai bên bốn sợi dây dài 10 mét. Khi những sợi dây này bị kéo căng sẽ kích hoạt ngòi nổ. Loại đạn thứ hai mang tên 9M28K có chiều dài 3,02 m khối lượng 57,7 kg, mang theo ba quả mìn chống tăng PTM3 chứa 1,8 kg thuốc nổ. Việc phóng và kích hoạt để giải mìn chống tăng diễn ra tương tự như mìn sát thương bộ binh. Mìn chống tăng có ngòi kích nổ bằng từ trường hoặc khi quả mìn bị di chuyển. Để tạo bãi mìn 1 km phía trước chiến tuyến, cần 90 tên lửa với tổng cộng 270 quả mìn PTM3 chống tăng. Các lực lượng vũ trang Nga cho biết, hệ thống giải miền mới đã chứng minh hiệu suất tuyệt vời. Thông tin về tọa độ tên lửa rơi được truyền về sở chỉ huy các cấp. Tại đó vị trí, cấu hình, kích thước chính xác của bãi mìn đều đánh dấu và thể hiện trên bản đồ điện tử. Do đó, quân nhà có thể vượt qua khu vực đã được giải miền một cách an toàn và không bị cản trở nguy hiểm. Sau khi phóng, các quả mìn thông minh sẽ chuyển sang chế độ chờ hoạt động. Điểm độc đáo của hệ thống Zemlyadnye là mỗi quả mìn đều có thể tự hủy theo lệnh hoặc tự động hóa mìn chống tăng giải bằng đạn pháo hoặc phương tiện cơ giới dễ bị phát hiện hơn những quả mìn được công binh trôn và ngụy trang dưới đất tuy nhiên các tổ lái thiết giáp thường bị hạn chế tầm nhìn và không thể kịp né tránh ngay cả khi những quả mìn nằm trên mặt đất bộ binh đi sau thiết giáp có thể giúp phát hiện và gỡ mìn nhưng sẽ làm mũi tiến công của đối phương bị chậm lại đáng kể cuộc chiến tại ukraine có thể kéo dài vì lý do này các nước đang hướng về ả rập xê út cho những thảo luận về hòa bình ukraine nhưng một số quan chức mỹ sợ rằng tổng thống nga vladimir putin sẽ không vội ông Putin và đại diện chính phủ Nga sẽ không dự cuộc họp quan trọng về đàm phán hòa bình Ukraine tới đây. Cuộc họp này dự kiến tổ chức tại Jeddah của Ả Rập Xê Út với sự tham gia của đại diện 40 quốc gia. Chiến sự Ukraine khó kết thúc trước bầu cử Mỹ. Một số quan chức Mỹ và châu Âu lo Tổng thống Putin đưa bầu cử Mỹ vào toan tính tại Ukraine. Theo đó, Tổng thống Nga có lý do đặt cược rằng Đảng Dân Chủ sẽ thất bại. Kịch bản này đồng nghĩa một chính quyền của Tổng thống Đảng Cộng Hòa sẽ ít ủng hộ Ukraine hơn và sau cùng ông Putin sẽ ngồi vào bàn đàm phán với nhiều lợi thế hơn. Mỹ không nắm rõ ông Putin thực sự nghĩ gì, các cáo buộc cho rằng ông Putin đặt cược vào ông Donald Trump cũng chỉ là phỏng đoán. Tuy nhiên xét quan điểm của đảng Cộng hòa, lo ngại trên là có cơ sở. Thời gian qua không ít thông tin phản ánh sức ép ngưng tài trợ cho Ukraine trong chính trường Mỹ. Một số chính trị gia đặc biệt bên đảng Cộng hòa đều bật gánh nặng tài chính trong việc phiền trợ Ukraine. Khảo sát gần nhất của đài CNN và SSRS cũng cho thấy đa số người Mỹ phản đối việc quốc hội bơm thêm viện trợ cho Ukraine. Và dư luận bất đồng trong việc nhìn nhận về việc liệu Mỹ đã hành động đủ trong cuộc xung đột Ukraine hay chưa. Hôm 4 tháng 8, đài CNN dẫn lời một quan chức Mỹ nói rằng người này không nghi ngờ về khả năng ông Putin sẽ cố gắng chờ tới bầu cử 2024 ở Mỹ. Một nguồn tin tình báo khác nói toàn tính của ông Putin liên quan tới bầu cử Mỹ đang là tâm điểm trong quan sát của các nước như Mỹ, Ukraine và châu Âu. Một nhà ngoại giao châu Âu còn nói thẳng rằng Châu Âu tin rằng việc cố kéo xung đột Ukraine tới bầu cử Mỹ chính xác là kế hoạch của ông Putin. Hiện nay ông Trump, là ứng cử viên nặng ký nhất của cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa, nếu được chọn cử Tổng thống Mỹ, nhiều khả năng sẽ gặp lại đối thủ cũ Joe Biden. Trước đây ông Trump từng tuyên bố có khả năng giải quyết câu chuyện Ukraine trong vòng 24 giờ. Cuộc bầu cử năm sau sẽ làm mọi thứ phức tạp hơn, vì người Nga nghĩ rằng họ thấy ánh sáng cuối đường hầm. Nó khuyến khích ông Putin nghĩ rằng Nga có thể tồn tại lâu hơn người Mỹ do sự ủng hộ chính trị dành cho Ukraine sẽ bị tổn hại nếu ông Trump đắc cử. Cựu đại sứ Mỹ tại Ba Lan Daniel Fritz nói, Toàn tính trên khiến Ukraine càng gặp sức ép phải thành công trong cuộc phản công lần này. Theo CNN, tại thương đình G7 tại Nhật Bản vừa qua, câu chuyện bầu cử Mỹ đã được thảo luận. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cố gắng giảm bớt lo lắng trên, tuy nhiên quan chức châu Âu lại không quá lạc quan. Họ nhìn nhận rằng cuộc chạy đua khốc liệt, khó đoán giữa ông Biden và ông Trump cũng có thể là lý do để Tổng thống Nga Putin cố gắng kéo dài cuộc xung đột ukraine từ tháng 11 năm sau đến nay cuộc phản công của ukraine vẫn chưa có bước đột phá đáng kể theo hai nguồn tin nói với cnn bầu của mỹ cũng là vấn đề ukraine lo âu kiev hy vọng sẽ có thành quả chiến sự mới trong thời gian ngắn tạo động lực thay đổi cục diện hôm 4 tháng 8 trưởng phái đoàn ukraine tham gia đàm phán tại rapsod andriy yermak thừa nhận khó khăn hiện ukraine muốn xây dựng liên minh ủng hộ chính trị mạnh mẽ hơn tại rapsod kiev hy vọng đề xuất giải quyết 10 điểm của họ sẽ được chấp thuận trên chiến trường, Ukraine đặt mục tiêu tái chiếm khu vực xung quanh thành phố Bakhmut. Đây là thành phố nằm tại miền đông Ukraine và là một trong những chiến trường đẫm máu nhất trong xung đột Nga-Ukraine. Kiev khẳng định đang có những tiến bộ chậm nhưng tự tin tại miền nam Bakhmut.